thị xã Duy Tiên, Hà Nam của Kim Huệ tổ chức giao lưu dân vũ và súp đan đan ke. Rất là vui ạ. Đang chụp ảnh, chị em đang chụp ảnh. Sau khi giao lưu dân vũ ở trong hội trường thì là chị em ra ngoài này dậy nhảy súp đan đan ke. Chụp ảnh lưu niệm. Bác Dung về rất là vui. Đây là toàn bộ quang cảnh của sân trước cửa trước nhà văn hóa thị xã Duy Tiên. Xin giới thiệu cùng với mọi người.